Rồi, mày đâu rồi em ơi? Rõ ràng là tôi vừa thấy là thằng này nó chạy ở khu này mà. Thế quá là tôi vừa lên cái lại không thấy thằng nào nhỉ? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho bạn coi thêm một video nữa. Và rồi các bạn ạ, ở cái video này thì mình sẽ sử dụng tiếp cái bộ đồ gọi là Vegeta để có thể là kiếm top cho mọi người coi mọi người nhá. Các bạn ạ, cái bộ đồ này nó đẹp quá nên là không sử dụng không được mọi người ạ. Đấy, thì chúng ta kiếm xuống quanh khu này nhá. Ê! Ồ là cái rồi, ôi rồi, thanh niên Siru tự nhiên chạy từ chỗ nào gọi là lòi mặt ra chỗ này làm cái gì? Thế nào tôi đã có được cái mạng đầu tiên rồi, anh em thấy easy không? Quá là easy thôi chứ cái gì nữa. Được rồi, bây giờ thì sau khoảng thời gian thì chúng ta kiếm cho mình cái con xe để di chuyển rồi mọi người ạ. Lên phía trên này. Có một thanh niên ở trên nhà lò kia anh em ơi, anh em thấy gì chưa? Từ từ nhá. Vừa nãy tôi thấy là có cái cầu nó rơi cái hòm trang bị ra nhưng mà thôi mà kệ, xử lý thanh niên ở trên căn nhà lò trước này. Ok, một quả này, thêm quả nữa này. Đấy. Chúng rồi kìa anh em ơi, anh em thấy gì chưa? Quả này lên xử thanh niên luôn là mày này. Mày trốn đây là ôi dồi ôi. Chăm phát là trong chúng luôn anh em ạ. Em thấy gì không? Bắn phát nào là chuẩn phát đấy luôn. Thanh niên chạy thế nào được? Gọi là ghim thẳng tâm vào đầu rồi, cũng mà chạy đằng trời. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiến ra cái khu vực khác mọi người nhá. Đấy, em thấy gì chưa? Vừa tiến xe cái đã thấy bộ lạc nó bắt đầu nó đang bắn súng rồi này. Nằm ra đây em ơi. Mày ra đây, mày đừng có trốn sau cây thế. Ủa, cứ thủ trong cây đấy làm cái gì? Nào. Đau bạn ơi. Đau bạn ơi. Bạn bắn tôi à? Bạn bắn tôi à? Headshot vỡ đồng thiên nhiên nhá. Vẫn còn một tin nữa mọi người ạ. Nào từ từ. Là quả này cậu lưu đạn lên thẳng vào mặt ông mày luôn này. Ông chạy đâu? Nào, chạy đâu? Chạy đâu khả năng bạn ơi. Nào chạy đâu? Úi giời, trúng rồi. Trúng rồi nhá. Úi giời ơi, không chết mà là lạ bạn ơi. Bắn gọi là tuyệt vời như thế không chết mà là lạ luôn đấy. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến cái con xe của mình ra cái khu vực khác mọi người nhá. Ui, có phóng lựu này ngon này. Trước mặt nó có thằng nó bị delay hay sao mọi người ạ? Mọi người nhìn thấy thằng trước mặt nó đang chạy kìa. Nào gọi là cho nó lên, gọi là cho nó về gọi là suối Hằng Hà luôn. Mày ra đây, rồi ôi headshot luôn. Em thấy cái gì chưa? Quá tuyệt vời luôn. Mà chảy sao thiên nhiên này đang chơi game tự nhiên nó gọi là chạy bị gọi là mắc ping như thế nhỉ? Các bạn thi thoảng mình chơi game ấy mình cũng gặp một số thiên nhiên như vậy, không biết là mấy ông này bị làm sao đâu, bị bố mẹ khanh hay như thế nào mà toàn bị mất mạng ping cao thôi, nên là nó mới xảy ra cái tình trạng như vậy hay sao ấy. Còn nếu mà bạn nào mà biết rõ thì các bạn nhớ là comment ở ngay phía dưới phần video để chúng ta có thể là thảo luận với nhau về vấn đề này mọi người nhá. Và được rồi, bây giờ chúng ta đã có được 5 kill rồi mọi người ạ. Và trên bản đồ của ta thì vẫn còn gọi là khá là ít thiên nhiên thôi, là chúng ta đã có thể là giành top 1 rồi. Nhưng mà mọi người để ý nhá, những cái lúc mà mọi người lút đó ấy thì mọi người nên chú ý ở những cái khu vực xung quanh. Bởi vì cái lúc mà các bạn không để ý cái gọi là sơ sẩy cái là rất dễ là bị kẻ địch ăn sọ. Như mấy cái lúc mà kẻ địch mà lút thính hoặc là các bạn đi lút thính ấy thì mình hay nhân những cơ hội những cái lúc như vậy là căn sọ rất dễ là vào đầu luôn. Và coi như khi mà các bạn đã bị căn sọ vào đầu thì coi như chúng ta là end game, kết thúc trận game rồi gì á, không thể nào mà gỡ được. Người ta có câu là còn thở là còn gỡ. Ở đây các bạn hết thở rồi thì làm sao mà gỡ được. Đấy thôi, nói chơi chơi vui như vậy thôi chứ tôi có biết gì đâu. Mấy ông nào mà rủ tôi đi đánh bài ba cây cứ ăn tiền là tôi không biết gì đâu nhá. Ok. Được rồi, vậy là hiện tại trên bản đồ ta chỉ còn 6 thanh niên thôi à. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra cái khu vực ở phía đằng trên này xem. Xem phía trên này có người không mọi người nhá. Ui, vắng quá, không thấy thằng nào luôn. Từ chắc là bây giờ mình sẽ chạy xuống phía dưới thôi. Chạy xuống phía dưới cho nó an toàn. Bỏ lại rồi, rồi ôi, vỡ đầu luôn bạn nhớ. Bạn gọi là vác xác ra đây thì bạn chỉ có chết chứ còn gì nữa, bạn sống làm sao được. Quá là tuyệt vời luôn. Ok, vậy là hiện tại mình đã có được 6 kill rồi. Và mình nghĩ là quanh cái khu gọi là khu cổng trời này thì khả năng cao là hết người rồi đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ cầm con xe Lamborghini này và chạy khỏi cái khu vực này thôi chứ còn gì nữa, đúng không? Chúng ta sẽ tiến xuống dưới những cái khu vực mà có hòm thính đang sáng kìa. Đấy, chúng ta chỉ có tiến ra những cái khu vực này thì may ra mới có thể thấy được người thôi. Úi dồi anh em thấy kỹ năng lái xe đỉnh cao không? Đi gọi là lách phát nào là trần phát đấy luôn. Quả đáng ghê như mấy thằng khác là rơi vào tay cái là bị kẹt xe từ lâu ấy. Nhưng mà vào tay tôi, vào tay đáy lụa tôi ấy, gọi là đi thế nào không bao giờ bị kẹt rồi các bạn. Trừ khi nó bắn là nổ xe, lúc đấy là không thể làm cứu vãn nữa thôi. À, dưới này có thính nhưng mà không có người mọi người ạ. Nói chung là mình cũng không bao giờ dại là mình đi con xe Lamborghini để xuống phía dưới làm cái gì. Bởi vì mọi người biết đấy, nếu mà chúng ta đi con xe Lamborghini để xuống phía dưới thì chắc chắn là rất dễ là xảy ra tình trạng là kẹt xe. Cứ nói ngắn gọn là chúng ta sẽ không thể làm mà lao con xe Lamborghini này lên phía đằng trên nữa. Các bạn là ở phía dưới thì nó khá là dốc mà. Ê, được rồi, và bây giờ nếu mà chúng ta muốn đi kiếm người ấy là tiến thẳng vào cái vị trí quét UAV này. Nào xem có người không. Úi rồi ôi, hai con bỏ làng luôn, hai thiên. Một thằng nó vừa bắn xe mình mọi người, hình như nó chơi súng bắn tỉa hay sao, bắn một phát là cái con xe của mình còn đúng một cây máu thôi. Là từ xử lý thiên nhiên phía trên, xử lý thiên nhiên phía trên là chạy đâu, chạy đâu mà đáng. Úi rồi ôi, câu quá đẹp luôn. Thế mà không trúng người à?
đang em phải trúng một phát chứ. Không góc này thì góc khác thôi, ông chạy làm sao được, ông trốn trên nhà là cái chắc rồi đúng không? Cái UAV quét ở chỗ này thì khả năng cao ông này chỉ có khả năng ấy là trốn ở trên tầng 2 thôi, chứ không thể là mà trốn ra cái khu khác được. Nào, mày đâu rồi? Mày đâu rồi em ơi? Rõ ràng là tôi vừa thấy là thằng này nó chạy ở khu này mà, thế quá là tôi vừa lên cái đã không thấy thằng nào nhỉ? Khi đã sự luôn quét thêm một lần nữa xem nào. Mình chắc chắn là quanh cái khu này là phải có người chứ. Đâu rồi? Đấy, thấy chưa? À, hai thằng ở phía bên trái và một thằng nó ở phía nhà, nhưng mà mình không thấy thằng này nó ở chạy ở khu nào ấy. Phía dưới cũng không có mà phía trên cũng không xong. À, đúng rồi, nó trên mái nhà mọi người ạ, vãi cái trưởng luôn. Bây giờ đầu óc của mình mới suy nghĩ ra và mọi người biết cái lối để có thể lên được mái nhà chưa? Cái này phải qua cái khu vực cái gọi là cái gara để xe này. Đây chắc chắn luôn, đảm bảo với em là khả năng cao thằng này trên mái nhà tôi chắc cái 90% luôn. Chứ các bạn là tôi tìm từ tầng 1 tầng 2 tìm hoài mà không thấy thì chắc chắn khả năng cao nó chỉ ở trên này thôi. Và chúng ta sẽ nhảy trên ốp xe nhá. Nào, có không? Vẫn chưa thấy à? Đây, nhảy sang căn nhà gỗ này. Khá là tôi thấy một thằng này. Bên này. Nào, mày vác sang đến đây à em ơi? Ok, một thằng điên nhá. Thì trên mái nhà mày đi rồi. Nãy giờ hóa ra là mày đúng không? Mày chạy sao được, câu quả phóng lựu đẹp đi cầu vũ quyết. Thế thì ông cũng mà chạy đằng trời ông nhá. Ông chạy mà đến sáng khướp, gọi là đến khứ năm đến sáng mai thì không thể làm mà chạy được. Không hiểu không? Ok, được rồi. Đó, bình thường này, có móng keo này, cục đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ những trang bị không cần thiết ra nhá, để sạch cái, gọi là để em rộng cái ba lô của mình. Sạch rồi, có mà đi bắn ma à? Không có đồ thì đi bắn ma mọi người ạ. Vừa nãy tôi để ý là vẫn còn một thằng nữa ở quanh khu này cơ. Bây giờ mình gọi là mình chạy quanh khu này chắn xảo nhá. Chắc là phải có người. Không bao giờ có chuyện không có người được mọi người nhá. Đấy, có cái gì đâu này, được đấy. Ok luôn. Bạn thấy ok không? Quá là ok rồi chứ gì ạ. Khu này nó ảm đạm quá. Đây bên này, chắc bên trong. Được anh em ơi. Thế là có được cái trang bị, thêm cái trang bị gọi là B-roll với kèm theo đó là có được cái khẩu súng bắn bom keo rồi mọi người ạ. Quá là đẹp luôn. À, không phải khẩu súng bắn bom keo. Đây là súng bắn băng. Đấy, súng bắn bom keo lại nhầm ra cái khẩu gọi là M82B để có mà chết. Tôi thề mấy ông chứ không biết là khẩu M82B ra sao mà tôi bắn. Lúc mà các bạn dựng mông keo các bạn vẫn nhận sát thương như bình thường các bạn nhá. Và ngoài ra kể cả các bạn có một cái màng bảo vệ của CR7, cái bảo vệ của Choro ấy, thì nó cũng không thể làm mà chắn được viên đạn của cái khẩu súng đó. Thì mình thấy là đây là khẩu súng khá là bá luôn, nhất là trong cái beta ở phiên bản hiện tại. À, gì đây? Gì đấy bạn ơi? Nào, đang sạp xí với các bạn tự nhiên bạn chạy ra bạn bắn mình ra sao? À, thằng tiểu nhân bị gọi đây nó còn trốn ở trên nhà nó ra bắn mình luôn mọi người ạ. Láo thật sự luôn, từ đến bây giờ để tôi quần máu nó đầy. Ê, đừng bạn ơi, bạn chơi kiểu gì mà chơi kỳ thế? Chơi kỳ như vậy thì ai chơi lại bạn? Bạn ra đây. Nào, từ từ để tôi quần máu cho đầy đã nhá. Ra đây. Sai nào? Đúng rồi, lo mặt bây giờ tao bắn thử mặt tao nào. Bắn thử mặt tao nào, hộ thằng cái nhá. Tao xin mày luôn đây, mày bắn vào tao đi. Mày bắn tao nữa đi. Xin mày. Xin ông. Ui trời ơi, tưởng chỉnh thế nào, cái gì được cắn trộn mà không ai bằng rồi. Ông thấy chưa, ăn một viên phóng lựu của tôi cái là trầu trời luôn. Thằng nào cũng như thằng nào thôi, không có gọi ra cứu nổ, chỉ có trầu trời cả lũ thôi. Ông hiểu không? Nó bảo gây sự với ai, đừng mà gây sự thôi. Nhìn cái mặt tôi là nhớ né ra rồi. Nhắc bao lần mà không chừa. Ok, vậy là như mọi người thấy là hiện tại trên bản đồ ta chỉ còn duy nhất là một thiên nhiên cuối cùng thôi. Và bây giờ không còn chần chừ nữa, chúng ta sẽ sử dụng nốt hai cái trang bị video cuối cùng để có thể quét được cái vị trí của kẻ địch nhá mọi người nhá. Vẫn chưa thấy nhỉ? À, đây rồi. Người đây rồi, thanh niên cuối đây rồi. Mà hạng mục cuối cùng của chúng ta đây rồi. Chúng ta chỉ cần xử nốt thanh niên này, chúng ta đã có thể là thành top 1 trong phần đấu rồi mọi người ạ. Nào, ra đây. Sai nào bạn ơi? Nào, ăn quả phóng lựu đi, bạn chạy đâu? Chạy đâu? Úi dồi ôi, vẫn có sống cơ à? Sống mấy lẹ thế? Nào, từ từ nhá. Nào thôi, vẫn còn một viên nữa cơ. Đã ăn mừng trước chiến thắng luôn này. Nào, anh em nhìn qua đây này. Cậu ạ. Quy đội. À, vai trưởng mẹ, vai trưởng luôn. Nó còn dính ở cái gì à của cái hoàng thính mà kìa. Mẹ thằng này số nó mày hên vậy. À, mày chứ gì mà chạy ở phía bên trái rồi. Nhưng mà ông yêu sống được á. Thằng này nó có cái quả pháo cầm tay mà kìa. Căng nhờ. Nào từ từ câu lựu đạn vào thẳng phía trong nhà này. Chắc chắn là thì để sẽ chạy vào trong nhà thôi. 100% luôn. À, chưa gì đã chạy vào trong này rồi à? Úi dồi ôi, tôi nhầm căn ông nhá. Nào bây giờ ông ra đây ông chơi tôi đi. Giờ là hai thằng solo với nhau 1v1, ai sẽ là người chiến thắng trong cái trận đấu này đây? Mày có giỏi mày ra đây mày bắn tao nữa đi. Tao xin mày luôn đấy bắn nữa đi. Mày bắn nữa đi em ơi. Nào ra đây, đừng có trốn sau cái quả bóng cao đấy làm gì thằng bị tiểu nhân bị ổi nữa. Nó có súng bắn tỉa hay sao mọi người ạ? Sống lên mà chơi nữa luôn. Sao phải lông ra lông giò với thằng này à? À, nó có sáu gan. Nào, bắt vào mày chơi này. Úi dồi ôi, chưa. Tuổi lên luôn.
Ok, và nếu như mọi người thấy video mình hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like và nhấn subscribe kênh YouTube để có thể là ủng hộ mình mọi người nhá. Và bây giờ tạm biệt và hẹn lại mọi người trong những video sau.